rất nhiều chỗ, cho nên quý vị nào ở phía trước á, thay vì mình đứng, mình đi theo quý vị hướng dẫn, ra phía sau có chỗ ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay đúng ngay ngày rằm tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn, theo lịch Phật giáo Bắc truyền, hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nhập Niết Bàn, tức là nói theo thế gian là ngày Đức Phật qua đời. Nhưng mà đối với Đức Phật, một bậc giác ngộ, bậc thầy, thì chúng ta dùng một cái từ rất là đạo, đó là nhập Niết Bàn. Giờ này để kỷ niệm ngày Đức Phật viên mãn hạnh nguyện độ đời ở thế giới của chúng ta hãy cùng chắp tay rồi có quà sướng đại chúng cùng niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần để chúng ta nhân cái ngày lễ này hướng tâm về cái ngày lễ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dưới cây vô thì hiện bình duyên, trời người cung tiến từ phù Niết Bàn. Bổn Sư ngày 24 tháng 3 dương lịch 2024, nhằm ngày rằm tháng 2 năm Giáp Thìn, đầy đủ duyên lành chúng ta một lần nữa được gặp nhau tại chùa Viên Giác thuộc thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Dạ không khỏe. Thưa đại chúng, hai ngày nay Pháp Hòa sinh hoạt tại chùa Viên Giác, và mỗi ngày chương trình rất là đầy. Tuy rằng chương trình rất đầy, nhưng mà thân tâm thì rất là an lạc. An lạc bởi vì Pháp Hòa thấy tất cả đại chúng xa gần, có những vị ở cách đây 4-5 tiếng cũng lái xe về đây suốt mấy ngày qua để tham dự tu học. Đối với một người xuất gia, cái niềm vui của người xuất gia là được đi hoằng pháp lợi sinh, được thấy những người đồng tu với mình còn tinh tấn tu học. Cho nên dù mấy ngày qua thời gian chương trình rất là khích khao, ngoài những buổi sinh hoạt Phật pháp, Pháp Hòa còn sinh hoạt với quý vị bằng nhiều cách khác nhau, nhưng Pháp Hòa rất là an lạc, rất là hạnh phúc.
vì thấy được sự tinh tấn của đại chúng, nhất là quý bác lớn tuổi, thậm chí có những vị mới vừa có một cô Phật tử ở cách đây 5 tiếng và mới vừa xong một ca phẫu thuật, mặc dù sức khỏe chưa thật sự hồi phục, nhưng cô cũng đã đến đây để tham dự. Và rất hạnh phúc cho cô là được cả nhà, ông xã và các con yểm trợ tinh thần, nâng đỡ và đưa cô đến đây tu học. Trước hết là chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn trên Hòa Thượng Chứng Minh, Thượng Tọa Chánh Tri Sự Chùa Viên Giác, cũng như tất cả quý Phật tử trong ban hộ trì Tam Bảo, quý Phật tử xa gần đã hết lòng yểm trợ cho hai ngày tu học này được thành công cho tới giờ phút này. Chúng ta hãy nâng cái tâm linh của mình tán thán công đức của chư vị tại đạo tràng này đã yểm trợ cho chúng ta có được hai ngày tu học thật là ấm cúng và đầy đủ. Thưa đại chúng, ngày hôm qua mình sinh hoạt 3 buổi và 2 buổi đầu là Pháp Hòa có nói về chia sẻ với đại chúng một bài kinh. Ở đây có ai nhớ bài kinh đó tên gì? Đức Phật dạy về cái gì? Bài tôi đã quên rồi. Đức Phật dạy mình có 7 cái biết phải không? Muốn có an lạc thì chúng ta phải, đời sống chúng ta có an lạc, có hạnh phúc là nhờ chúng ta có 7 cái biết. Thứ nhất là gì? Biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết người, biết đại chúng. Rồi biết gì nữa? Biết chùa. Cuối cùng là biết hết, gọi là hết biết. Thưa đại chúng, chút xíu nữa thì nếu theo cái chương trình hôm nay thì ngoài buổi sinh hoạt xong thì chúng ta có lễ quy Tam Bảo, thì Pháp Hòa sẽ có một chút xíu tiếng Anh, tại vì trong danh sách là các vị thọ giới quy hôm nay rất đông các bạn trẻ, cho nên là mình sẽ chia sẻ một chút xíu bằng tiếng Anh. So please stay calm and be patient with us. After this, I will summarize my speech and also I will share the meaning of the ceremony that you will take today in English. So first of all, we would like to thank you for your patience. Be calm and be patient, and we will share with you after this Vietnamese ceremony. Thank you. Thưa đại chúng, ngày hôm qua có một vị Phật tử viết lên đây một câu hỏi nhưng Pháp Hòa chưa có dịp trả lời. Câu hỏi là: thầy cho con hỏi người quan trọng nhất. Thưa đại chúng, câu hỏi này nếu hỏi cho đủ thì phải hỏi 3 việc. Người nào quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất và thời gian nào quan trọng nhất? Ngày xưa có một ông vua, ông cũng đã đi tìm 3 câu hỏi này. Thì một hôm, ông nghe đồn ở trên cái núi đó có một ông tiên có khả năng trả lời tất cả những câu hỏi, cho nên ông đã tìm tới vị tiên nhân này. Thì khi đến thì ông cũng đặt ra 3 câu hỏi, nhưng mà vị tiên nhân này không có trả lời. Thì vị này đi bữa cuối, ông cũng dò dẫm đi theo phía sau, đặt 3 câu hỏi nhưng cũng không được trả lời. Mãi cho đến chiều tối, ông thấy câu hỏi không được trả lời, nhưng mà trời đã chiều tối rồi, cho nên ông chuẩn bị đi xuống núi. Thì trong khi mà đi xuống núi như vậy thì ông vua đã cứu được một người, do cái người đó rình rập.
thì bị lính của vua bắn một mũi tên, thì người đó ngất xỉu. Thì ông vua đã trên đường xuống núi thì gặp cái ông đó, thì đem ông lên trên núi để nhờ vị tiên nhân băng bó chữa bệnh. Thì khi mà cái người đó làm bệnh thì bắt đầu vị tiên nhân mới trả lời cho đức vua. Ba câu hỏi của ông bây giờ đã được trả lời. Người nào quan trọng nhất chính là người ông thấy đang bị thương quan trọng nhất. Việc gì quan trọng nhất? Thấy một người đang bị thương phải gấp rút cứu họ quan trọng nhất. Thời gian nào quan trọng nhất? Chính là ngay cái giây phút mà thấy người lâm nguy, chúng ta cứu họ, giúp họ, đó là thời gian quan trọng nhất. Vị tiên nhân biết trước chuyện gì xảy ra, cho nên đã trả lời, đã chờ thay vì trả lời sớm ông xuống núi mất rồi, nhưng mà nhờ trả lời trễ. Cho nên trả lời trễ cũng không có nghĩa là sai, và trả lời đúng lúc. Cho nên khi mà cái người anh chàng đó tỉnh dậy thì mới biết rằng ông vua đã cứu mình. Thì lúc đó anh mới quỳ xuống, anh xin lỗi. Và vì anh đã hận ông vua này, cho nên ông muốn hành, anh muốn ám sát ông vua. Nhưng mà không ngờ ám sát ông vua không thành, thì bị lính của ông vua đã bắn anh. Và thay vì anh đã chết bên bờ rừng, thì ngay lúc đó được đức vua cứu. Cho nên anh nói thôi, ngay lúc này là lúc tốt nhất để tôi bày tỏ cái ân oán giữa tôi với vua. Và ngay giây phút này mình xóa sổ hận thù. Như vậy, thưa đại chúng, ba câu hỏi này đã được một vị tác giả, ông là một nhà văn, hình như là của nước Nga, một cái nước nào đó, không phải là nước Việt Nam mình, tôi còn quên rồi. Nhưng mà cái câu chuyện này được ông viết ra để cho chúng ta biết rằng chúng ta thường hay đặt một câu hỏi: ai là người quan trọng, thời gian nào quan trọng, việc gì quan trọng. Chúng ta cứ ngồi đó chúng ta đặt câu hỏi mà chúng ta quên cái thực tại. Ngay trước mặt chúng ta đây cũng có rất nhiều người quan trọng, có những việc rất cần chúng ta giải quyết. Và thời gian này nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta đều thấy được lúc nào cũng có công việc để chúng ta phải giải quyết, để mà hành xử ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Thí dụ như cha mẹ là những người có mặt cho mình, có mặt sớm hơn mình. Và trong thời gian mình 9 tháng ở trong bụng mẹ là mẹ đã có mặt cho mình. Mẹ đã thương mình ngay khi mình còn là một giọt máu rất nhỏ. Trong cái bài hát, khi mà mẹ mình đã tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con máy động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó diễn sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Tại sao mình đạp mẹ đau mà mẹ lại mừng? Vì mẹ biết đứa con này nó làm sao, nó khỏe không? Mà không chừng con trai nữa. Trong cái bài hát đấy, chắc là con trai nên con đạp con chồi. Lắm khi mẹ ngủ say rồi mà còn giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chiên ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình mẹ vượt sóng, phải không? Mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên. Vui vì con mình nãy đã sở sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Khi mà mình ở trong bụng mẹ thì mẹ protect mình, mẹ bảo hộ cho mình bằng cái bước đi, bằng cái ăn uống, bằng cái sự chăm sóc. Nhưng mẹ biết rằng khi mình đã có mặt
mẹ vui lắm vì mình đã chào đời trọn vẹn. Nhưng mẹ cũng buồn là kể từ giờ phút này, sự ấm lạnh sẽ riêng mình, chứ còn không ở trong cái vòng tay bảo quản của mẹ nữa. Bài hát rất là hay. Vui vì có mình đã sẵn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Như vậy, đó mình mới nói có mẹ thôi, mình chưa nói tới cha, mình chưa nói tới chồng, tới con. Trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều người đang có mặt, nhưng mà chúng ta quên. Chúng ta luôn luôn chạy tìm cái hạnh phúc, nhưng mà chúng ta quên rằng hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Ví dụ như giờ phút này đây, chúng ta đang ngồi đây, tim có hơi chậm thật, nhưng mà chúng ta vẫn thấy ấm và hạnh phúc. Tại vì đây là những giây phút chúng ta trông chờ. Thấy không? Chỉ còn gần nhau một giây này nữa thôi. Vì sáng mai này em sẽ về lại với đời. Rồi mỗi người một ngã. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như muốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên giây phút nào chúng ta có mặt cho nhau, chúng ta hãy trân quý cái giây phút đó. Tại vì không biết sau giây phút này ai còn, ai ở, ai đi, ai ở, mình không biết. Mà ngày hôm qua mình nói biết thời đó. Biết thời nghĩa là chúng ta phải biết thời gian. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Phó Hòa nhớ có nhiều vị còn dùng cái từ là quỷ thời gian. Nghĩa là trong cái nhà băng thời gian của mình không còn nhiều. Mà thật sự mình không biết là mình bị bankruptcy lúc nào. Tại vì cuộc sống vô thường. Cho nên Phật dạy có 5 điều phải quán. Một, tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh thoát được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Là ba là phải không? Tất cả những người tôi thương yêu và những gì tôi thương yêu, nghĩa là người và vật á, một mai này tôi phải rời bỏ tất cả. Tôi không thể nào tránh được giây phút buông bỏ này. Bốn lần. Cái thứ năm, tôi không mang theo được gì với tôi. Duy nhất chỉ có một điều tôi có thể mang được, đó là cái phước hay cái nghiệp tôi làm. Nghĩa là cái thiện hay cái dữ mình làm thôi. Và mình không mang theo được gì. Và cái đó không ai thấy. Cho nên nó gọi là âm đức. Tiền của vật chất, cái nhà, cái cửa, cái xe, vân vân, có hình tướng. Mà cái gì có hình tướng thì có đó tạm bỡ, không thêm nó được. Thí dụ mình có chiếc xe thiệt là đẹp cả 100,000, nhưng khi chết rồi, người thương thương lắm ra mua chiếc xe Mercedes bằng giấy. Và thậm chí mình để rất nhiều tiền lại cho người thân. Người thân thấy mình phát công ôm tiền cực lắm, họ viết cho cái check rồi gửi vô. Cho nên thưa đại chúng là khi còn sống, chúng ta hãy đãi ngộ nhau. Hãy đãi ngộ nhau, không nhất thiết phải là cơm cháo gì đâu. Nụ cười, ánh mắt cảm thông, lời chào hỏi. Hồi sáng thầy con Phật tử dễ thương đó. Mới vừa bước vô chùa, thầy tặng con nụ cười buổi sáng. Mình khi mình nói như vậy á, thì như là vừa sự appreciate mà như cũng giống như một sự nhắc nhở. Chắc sáng giờ mình quên cười. Cho nên vị đó sẽ nhắc. Cho nên gặp nhau mình nở một nụ cười. Thưa đại chúng, ngay bây giờ đó, ở Pháp Hòa thì không có chơi Facebook, Pháp Hòa không biết. Nhưng mà Pháp Hòa thấy lâu lâu mấy bạn cho Pháp Hòa xem đó, họ để cái gì lên cái tim văng lên, trời ơi quá trời quá đất, rồi bông qua vợ rải đầy hết trơn. Ta đến ngay cả những cái text gửi cho nhau nó cũng có những cái icon cười vui biểu lộ. Nhiều khi một cái hoa hồng, một cái trái tim, một cái nụ cười
tự nhiên không cần nói gì mà người ta cũng biết là mình đang khát đi như cái đó. Bây giờ nó còn có chuyện là mình gửi cái tin nhắn gì mà ta khoái, ta thích cái này, xẹt vô nó có cái tim nó nhảy qua bên cạnh. Như vậy thì thưa đại chúng, là trong cuộc sống này cuối cùng chúng ta cần cái gì? Cần chỉ một trái tim thôi, phải không? Cho nên mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Và như thế tôi rất vui từng ngày. Cho nên mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn kỹ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Ngồi thật yên là ngồi gì? Ngồi thiền, ngồi tĩnh. Mà khi mình có tĩnh thì mình mới rõ mình, mà rõ mình gọi là minh tâm kiến tâm. Đó là từ ngữ nhà thiền. Nhà thiền gọi là tu sao mà tới minh tâm kiến tâm. Minh tâm tức là mình rõ cái tâm mình, kiến tâm là mình thấy rõ cái bản chất của mình. Và cuối cùng mình thấy bản chất của mình vốn xưa hiền lành, không có đua đòi. Nhưng mà tại vì mình sống, mình quên xoay lại mình, mình cứ ngó nhà người, cho nên nhà mình thì quên xúc tuyết, mình ngó nhà người sao tuyết nó chưa xúc. Cái câu này là hồi xưa các cụ dạy nha. Các cụ hồi xưa dạy là đừng ngó nhà người coi có tuyết xúc không, mãi nhìn lại sân mình đã xúc tuyết chưa. Đây là cái câu dịch lại từ một cái câu chuyện. Nhưng mà tại sao là chúng ta sống và chúng ta cứ mất mình? Cho nên như vậy thì cái cuối cùng á, nói tu thiền là nói là ồ, cái đó là giống như tu cao siêu vậy đó. Nhưng mà thật sự thiền là gì? Là người có khả năng. Thiền là người có khả năng quay về với chính mình, quay về với chính mình và có thể điều chỉnh, thấy rõ mình. Ví dụ như trong này có một câu hỏi: thầy tu mấy chục năm chứ thầy còn sân. Dạ con chứ. Còn chứ sao hết được. Nếu mình hết thì mình không phải người thường. Cho nên có một chú đệ tử nói: bạch sư phụ, hôm nay con rất là giận sư huynh. Cái thì hòa thượng nghe xong: ồ thầy mừng, tại vì con còn thương cho nên con mới giận. Trên mình mới có cái bài hát đó: giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương thì thương. Rồi cũng trách anh sai hoài, em không có chịu nổi. Thì ổng mới say qua: em ơi em xin em đừng có bực bội. Giận thì giận mà thương thì thương. Nghĩa là chúng ta vẫn còn là một con người bình thường. Nhưng cái khác ở chỗ bình thường này là chúng ta biết mình giận, chúng ta biết mình đang buồn. Hồi nãy có một em Phật tử lên thăm Pháp Hòa: thầy, con thấy ai buồn ai khổ cũng kiếm thầy đó. Vậy lúc thầy buồn khổ thầy kiếm ai? Câu hỏi rất thật. Chuyện nó bí mật không thể nói. Tại vì sao biết không? Tại vì giống như bà Nguyễn Thanh Quang vậy đó, không? Nhớ nước đau lòng con khuất khuất, thương người mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại trời đón nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Chỉ khi nào một mảnh tình riêng ta với ta là khi đó chúng ta trở về được với chính mình. Thật sự ra không có gì buồn. Cảnh nào cảnh chặt đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên tâm mà tịnh thì cảnh nó sẽ tịnh, tâm mà an thì cảnh sẽ an. Thật sự ra hễ ra ngoài khơi thì phải chịu sóng. Nhưng nếu chúng ta biết lướt sóng thì chúng ta đâu bị sóng nhau. Chúng ta không có đủ khả năng dừng cơn sóng, nhưng chúng ta có đủ khả năng lướt sóng. Cái đó là cái chúng ta cần có. Cái đó là cái chúng ta cần có. Cần có để làm gì? Để sống cho mình. Trước hết là mình thấy được mình, và mình sống cho cha cho mẹ. Cho nên vì mình sống cho cha cho mẹ, cho nên khi cha mẹ còn thì mình hết lòng yểm trợ. Theo lời Phật dạy, thứ nhất, mình sống như thế nào để được làm khổ người thân, trong đó có cha có mẹ mình. Pháp Hòa hay nói với mấy em nhỏ đó, tại vì người Việt mình hay nói tới hiếu thảo,
thì nhiều khi mình nghĩ nó, mình nghĩ cái góc cạnh là ồ con á, lúc nào cũng phải thương yêu cha mẹ, nghe lời cha mẹ, rồi cha mẹ cần cái gì mình phải làm vân vân. Nhưng mình quên chuyện cái cách sống của con, con được con có bảo hộ được thân tâm con, đừng để thí dụ cha mẹ sinh con ra khỏe mạnh mà con lại hút sách, con làm cái thân của con bị bệnh hoạn, đó là một cái lỗi thôi. Cho nên nhiều khi á, cái cách sống của mình có lành mạnh cũng là một hình thức trả hiếu cho cha mẹ. Cho nên hôm nay quý vị nào quy y thọ giới á, quý vị sẽ thọ cái giới thứ năm là phải ăn uống cho cẩn thận, đừng để bệnh hoạn nơi thân của mình. Những thức ăn nào có độc tố không nên ăn nhiều, mà những sản phẩm nào, những phim ảnh nào có độc tố, ví dụ như phim đó quá nhiều bạo động, quá nhiều sợ hãi căm thù, chúng ta cũng nên tiết giảm đi. Tại vì cái gì mình tiếp xúc nhiều là nó đi vào trong tâm thức mình. Cho nên mà nó khổ nổi người sợ ma thích coi phim ma, càng sợ ma thích nghe người ta kể chuyện ma, rồi bắt đầu quấn mền ngủ, đắp cái mền ngủ thoải mái không chịu phải quấn, rồi rung rẩy lên, rồi tưởng tượng rồi vậy đó, rồi ngủ trong một cách rất là mộng mị, rất là rê ghê rợn. Đó là cái, đó là cái tập khí, đó là cái nhiệm ô mà chúng ta thường có cái khuynh hướng. Cho nên cái giới thứ năm á, đại chúng đừng có hiểu lầm là nhiều khi mình chỉ nghe là không uống rượu hút thuốc, nó đơn giản quá. Cái giới nó phải hiểu là ngay cái đời sống chúng ta, những sạc, những thức ăn nào chúng ta tiêu thụ vào trong thân thể này mỗi ngày, nếu cái đó nó mang tới bệnh tật cho mình, chúng ta phải tiết giảm. Và những phim ảnh sách báo nào, những câu chuyện nào nó không lành mạnh cho mình cũng phải nên tiết giảm. Không, và ví dụ mình có cái tật hay nổi sân, nhưng mà cứ đi gặp người ta hỏi người đó có nói xấu gì không, tự nhiên đi kiếm chuyện ta mà không biết mình có xấu gì không, mà cứ đi tìm hỏi họ có nói xấu gì tôi không, mà bắt đầu nghe cái nó nói tôi vậy đó, trợn trợn mũi rồi nó tự nhiên kiếm một câu chuyện hết tình đen cái tiền, nó là tiêu cực. Rồi nghe câu chuyện nó vừa được kể xong là bắt đầu sắc mặt của mình, diện mạo của mình, và một người như vậy, hai người như vậy lâu ngày mình thành một cái tập khí sống mà không tìm những cái tích cực, sống bằng những cái tiêu cực, bực bội phiền muộn. Cho nên á, một trong những cách đó mình làm gì biết không, đừng bao giờ thấy nó tiêu cực mà phải thấy cái này, cái vấn đề ở đây là chúng ta làm sao chuyển hóa nó chứ không phải ngồi trên nó. Không, và ví dụ lỡ mình nấu một nồi cơm sống thì không vì cái nồi cơm sống mà chúng ta dùng cả nồi cơm, mà cũng đừng vì nồi cơm sống rồi la hét lên cái quen nó mất thời giờ, cái thời giờ mà để chúng ta la hét á. Thay vì vậy chúng ta hớt cái cơm sống bên trên và chúng ta ăn được cái lớp giữa của nó sống bên trên thôi chứ đâu có sống toàn bộ. Cái vấn đề ở đây là chúng ta biết sử dụng thời gian và tuệ giác của mình để từ nồi cơm sống này chúng ta làm gì để giải quyết nó. Rồi đó la trách mất thời gian, thời gian la trách không giải quyết được nồi cơm, thì thay vì như vậy mình dùng thời gian giải quyết nồi cơm. Cái cách sống của chúng ta là ở chỗ này. Ví dụ như bây giờ có những cái việc thiền ở đâu cho nên nó nhiều khi á, Pháp Hòa hay ví dụ như thế này, có rất nhiều thứ trong cuộc sống chúng ta cứ dậm chân đó rồi lại mất mấy phút để chúng ta cãi lại, mà thay vì như vậy chúng ta giải quyết đi. Ví dụ như đổ một ly nước, làm ăn ẩu tả mấy phút ngồn nước nó tràn, thay vì vậy lập tức khiến cái can chậm đi, mình chậm cho nó đừng có lan tràn ra nữa, rồi cái chuyện kia mình nói lúc nào cũng được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta đừng để nó tràn lan. Nhưng mà đa phần chúng ta không đủ khả năng thấy cái thực tại đó, mà chúng ta chỉ chạy theo cái rong rỡ
dở bờ hay của một người nào đó để chúng ta trách móc. Cho nên chúng ta sống bằng cái nội lực đó, sống bằng cái energy đó, và lâu ngày nó thành một tập khí, đó gọi là nghiệp. Rồi con cái mình, những người thân sống theo mình kiểu vậy, nó cũng lây nghiệp của mình. Cho nên nghiệp đó là biệt nghiệp, rồi cái mình lây với nhau gọi là cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp là gì? Là cái mà chúng ta gọi là chúng ta truyền nhiễm lẫn nhau. Đây ngồi đây là biệt nghiệp hết, nhưng mà bảo đảm là sống chung gì là nó tập cái đó. Cho nên ngài Quy Sơn mới dạy đó, ác tập ác giả trưởng ác tri kiến. Thể mình gần cái xấu thì lâu ngày cái xấu đó, người xấu đó, nó sẽ tăng trưởng cái xấu đó lên mình, tăng trưởng cái thấy cái nghe mà nó không lành mạnh. Ở đây người có đủ nội công thì không lo, nhưng mà đa phần chúng ta nội công yếu ớt, công lực không có bao nhiêu hết. Mà nói theo bây giờ mấy đứa nhỏ nó yếu mà rồi giờ ra gió là tại vì chúng ta không đủ nội lực. Mà muốn có nội lực đó thì chúng ta phải trở về bên trong và có tu tập. Cho nên cái tu tập của Phật giáo không phải là lấy điểm với Phật, tu tập để mình có được một nội lực cho chính mình, để những cái ngọn gió trên thế gian này, Đức Phật dạy thế gian có 8 ngọn gió, thương với ghét là 2 rồi, được với mất là 4 rồi, phải không? Hạnh phúc khổ đau là 6 rồi, khen với chê là 8 rồi. Quý vị nghĩ có mỗi ngày mình có rơi vô 8 ngọn gió này? Người ta không khen thì ta phải chê thôi, không khổ đau thì hạnh phúc thôi. Tức là khổ đau và hạnh phúc là một cặp, khen với chê là một cặp, được với mất là một cặp. Thành thử ra không gió này thổi thì cũng gió kia thổi, mà chúng ta không thể tự hào được, tại vì chúng ta chưa đủ nội công để thấy tâm mình thì làm sao tự hào. Ngày xưa ông Tô Đông Pha, ông cũng đã khoe với mọi người, ông viết một tờ giấy nhờ người làm gửi qua cho một vị thiền sư. Thiền sư đó là thiền sư Phật Ấn. Ông khoe với ngài Phật Ấn rằng hôm nay con tu tập giỏi lắm, 8 ngọn gió thổi không lay động. 8 ngọn gió thổi không lay động đó là gió khen chê, rồi hạnh phúc khổ đau được mất gì đó. Thì ngài Phật Ấn mở ra đọc cái câu bảo đó là bữa nay tôi vững chãi đến mức độ là 8 gió không lay động. Cái thì ngài Phật Ấn trời ơi, có một cái đánh rắm mà cũng nói cho dữ, tức là một cái không hơi dưới mà cũng nói cho dữ nha. Thì cái người làm nó lấy cái message nó về nó báo cáo lại ông Tô Đông Pha, hỏi người mang giấy qua rồi ngài Phật Ấn đọc có nói gì không, thì nói kể lại câu chuyện nữa. Ông nghe ông tức quá, ông bơi, ông đi ghe thuyền qua cái chùa bên kia gặp ngài Phật Ấn. Cái thì ngài Phật Ấn gặp ổng, cái ổng nói ô, 8 gió thổi không động, chẳng hay gió nào thổi tệ tướng qua đây. Trời ơi, lúc đó ông rụng rời tay chân hết trơn. Mình khoe với thiên hạ là 8 gió không lay động, mà tôi mới che ông có câu thôi, mà ông đã bay từ ở nhà ông bay qua tới chùa tôi để ông thạch sách tôi rồi. Cho nên ngài Phật Ấn thì nói 8 gió thổi không động, chẳng hay gió nào thổi tể tướng qua đây. Ông nghe xong ông giúp mình. Thành ước ở đại chúng, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói mình chưa chứng thánh chớ có tin cái tâm mình. Cho nên một cách mà mình nhận diện cái tình thương của người thân mình, của cha mẹ, của vợ chồng, của anh em, là chúng ta sống lành mạnh. Mà muốn được sống lành mạnh là gì? Chúng ta nhận diện được cái tình thương của các vị đó cho mình. Có nhiều khi mình ăn cơm mình bỏ bữa, nhưng mà mình biết rằng cái bỏ bữa của mình cũng là một chút công đức công phu của cái người làm. Cho nên nhiều khi nghĩ vậy, một là chúng ta biết lượng sức chia ra ăn, hai là chúng ta không phí, có thể để lại chút xíu mình ăn tiếp, hoặc nhờ ai đó ăn phụ, chứ đừng
có bỏ mứa nữa chừng lâu ngày nó thành một thói quen ăn hay bỏ mứa. Phong bằng ví dụ á, nhiều khi một cái tô bún mình bún ra, nhưng mà thật ra tô bún này nó ngon, nó là thức ăn ngon từ đầu đến đuôi chứ đâu phải cái khúc mình bỏ nó dở đâu. Nhưng mà mình lại coi thường cái khúc cuối đó, nhưng mình quên rằng khúc cuối đó cũng là công phu, cũng là sự nấu nướng, cũng là sự chăm chút. Người ta hay trang trí, lấy củ cà rốt đó, cắt thành cái hoa, lấy cái trái cà chua nó vành cái vỏ nó, cái ta làm ra cái hoa hồng. Thì đôi khi mình cứ ăn mình lựa cho mình dứt cái đó qua một bên. Mà nhiều khi mình thấy biết bao nhiêu công phu ta ngồi ta tỉ tỉ ta để vậy, nhiều lúc mình gấp mình dục cái bông ra ổng thề tôi biết. Thật ra không tội lỗi gì hết, không có tội lỗi. Nhưng mà những lúc như vậy thì chúng ta sẽ dừng mình lại một giây phút thôi, để mình thấy giữa cái cách, cái giây phút mà người ta ngồi ta sống, cái đó là một cách rất tỉ mỉ so với cái giây phút mình gấp mình vớt cái hoa hồng cà chua nó ra. Hai cái hình ảnh đó, một cái giây phút đầu để vào đầy những sự chăm chút, nhưng giây phút chúng ta gấp nó ra không hề có một sự xin tính. Nhiều khi chỉ như đó thôi đủ là một bài pháp cho cuộc sống. Người ta làm biết bao nhiêu công phu cho mình không hề trân trọng, chỉ cần làm một chút lỗi với mình thôi. Mình nói suốt đời, nói ngày không đủ tranh thủ nói đen, nói luôn giờ ngủ, nói luôn giờ ngủ, nói sợ không đủ, nói lúc thiếu không có ai. Rồi xong rồi mình nói một người, mình phải hai người, và trong cái đó người ta làm suốt cái gì đó rất đẹp. Cho nên ông thầy cũng làm toán 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Ông làm suốt bao nhiêu bài toán, tới qua cái bài cuối cùng ông nói 5 + 5 = 15. Cái là để học trò với nó giơ tay nó phản ảnh đi, thầy sai. Ông nói ủa sao 10 cái trước không thấy đứa nào khen. Quý vị hiểu được câu chuyện. Bao nhiêu bài toán trước thầy làm trúng, chẳng đứa nào giơ tay hoan hô thầy giỏi. Nhưng mà chỉ cần thầy trật một bài toán thôi là cả tốt nó đưa lên liền. Thế thì chúng ta tu thành Phật thành tiên chưa biết. Nhưng mà chúng ta thành Phật vô rồng rạc là thấy rõ. Đó là không vô rồng rạc. Cho nên trong một bức tường, người ta cố tình người ta xây có một viên gạch lợp lạc, để rồi người ta đứng ở bên ngoài người ta nhìn vào đó để coi bao nhiêu người đứng ngay cái khúc mà cái lợp đó, rồi bao nhiêu người đứng ra để coi tổng thể. Hình như ít có người nào đứng để chiêm ngưỡng cả tổng thể bức tranh mà chỉ soi vào cái viên gạch đó. Để người ta thấy cái gì? Thấy thế thái nhân tình, thấy cái gì gọi là chúng sanh, nghĩa là chúng sanh là họ sống bằng những cái khen chê so sánh. Và tự nhiên mà bởi vì có so sánh là có giác, còn Phật Bồ Tát và cha mẹ không. Cha mẹ, cái so sánh của cha mẹ với cái so sánh của người đời nó khác nha. Phong bằng ví dụ nè, cha mẹ mà thấy so sánh hai đứa con, đứa thông minh và đứa không thông minh, cha mẹ thấy rõ. Nhưng mà cha mẹ lại nâng đỡ cái đứa không thông minh nhiều hơn. Cái đó không, cái cũng là một so sánh, nhưng mà cái tình thương của người cha người mẹ sẽ gửi vào đứa con yếu kém hơn. Còn chúng sanh mình thì hai cái đó nó khác. Mẹ cha có giận mình đánh lên một cái, nhưng mà bằng cả tình. Nhưng mà hàng xóm mà đánh mình là cả một sự căm ghét. Và sau đó rồi gặp nói hoài, mày tránh chỗ khác nha, mày lãng giảng tao giận mày tí. Có cha mẹ nào mà giận con la rầy rồi đuổi con mà nói gì đâu, hiếm lắm.
Cho quý vị mới thấy cái giữa tình thương và không tình thương. Giữa tình thương và không tình thương, cha mẹ vẫn so sánh. Và cha mẹ thậm chí phải đứa con nào mà yếu kém thì lại đổ về đứa đó nhiều. Nhưng mà thưa đại chúng, ở dưới đáy của mặt biển, ở dưới đáy biển không hề có giống nhau. Chỉ cho thầy hiểu ý không? Tình thương với cha mẹ là cái đáy biển, còn sự khác biệt chẳng qua lại trên này, nó nhấp nhô theo ngọn gió. Vì con mình thấy đó, mẹ thương người đó hơn là tại mình thấy trên này nè. Nhưng mà nếu mình lấy tình thương của mình, có thương con mình, thì chừng đó mình sẽ hiểu lòng của cha mẹ. Cho nên Pháp Hòa có làm một bài thơ, một bài kệ để cúng trà. Khi mà đi cúng đám, nếu mà cái đám tang đó là cúng cha, cúng mẹ, thì lúc gia chủ rót trà, người con rót trà, thì mình sẽ đọc cái bài kệ này. Đây là cái bài kệ Pháp Hòa viết để dành đi cúng trà cho những đám tang. Lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo con đến bạc đầu. Mình lên non mình mới biết non cao thấp, mình xuống biển mình mới hay biển rộng sâu. Mình có con mình mới biết thương cha mẹ, cực khổ lo con đến bạc đầu. Nhưng có thể khi mình nhận được điều đó thì cha mẹ đã không còn. Cho nên tại sao chúng ta cúng thất? Tại sao chúng ta cúng giỗ? Ai ngồi đó ăn mà cúng? Chúng ta cúng cái hiếu đạo. Chúng ta refresh cái tâm tình giữa người đi kẻ ở, giữa cha mẹ, giữa vợ chồng. Chứ không phải vấn đề ai về đó ăn. Không có thấy ai về mặn lát mình ăn. Và mình nói mình cúng cho cha cho mẹ chứ toàn là món mình thích. Nhìn cho kỹ phần thờ tốt mấy toàn là mấy món mình thích, để con mình thích, người thân mình thích. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói như vậy là để cho chúng ta làm cái pháp cúng dỗ, biết pháp. Nhưng chúng ta phải biết nghĩa. Như hôm qua mình nói đó, làm việc gì chúng ta biết cái nghĩa của nó. Sống, tại sao tổ chức sinh nhật? Chết không có ngày giỗ. Nếu mình có sinh nhật thì phải có ngày giỗ chứ. Mình nhớ cái ngày sống của nhau thì chúng ta có làm gì? Nhớ ngày chết của nhau. Sẵn đây trả lời câu trong này luôn. Nhiều chuyện quá. Trong này hỏi này, trong kinh dịch tụng có câu tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo, vô tình như cỏ cây, tu sao thành Phật. Như vậy thì thưa đại chúng, tình là con người mình, vô tình là sự việc. Thí dụ cái bàn này, nó là vô tình. Nhưng chúng ta là người hữu tình, chúng ta hãy làm gì với cái bàn này để hữu tình, vô tình trọn thành Phật đạo. Này, quý vị thấy trạch ý không? Cho nên ai biết được cái lớp bàn này nó nhăn nheo, nó cũ kỹ, nó cái lớp bàn này có thể là nó trầy trụa hết rồi, nhưng mà nhờ có hữu tình cho nên vô tình này dịch rất đẹp. Cho nên rồi bước vô trong chùa, thầy ngồi đây, thầy hữu tình, bình bông là vô tình, cái bàn này vô tình, chụp tấm hình ra, hữu tình, vô tình, look very nice. Như vậy vô tình là sự nghiệp, hữu tình là mình. Tề thành Phật đạo là gì? Là mình hãy biến việc đó, có tâm mình trong đó, để nó méo mó cũng thành ngay. Để nó có không hay nó cũng thành hay. Ở đây là tùy cái mức độ chánh niệm của người ta. Vô tình sẽ tầm thành Phật đạo. Cái tọa cụ, cái bồ đoàn, quý vị xếp ra nhìn rất đẹp, nhưng khi xong rồi cất vô nhìn rất ngay. Nó đâu tự ý được, nhưng mà người ta vẫn tới chụp hình với nó, bởi có bàn tay của hữu tình. Như vậy thì sự việc trong cuộc đời của chúng ta có vui, có buồn, có đủ thứ, cái tâm trạng,
Nhưng cái quan trọng là chúng ta đã gửi gắm tâm mình vào đó chứ gì. Thế hoa này nó đâu có tự nó dài ngắn uốn éo vậy đâu, do mình giá vào đấy. Tự nhiên nhìn bình hoa, ồ ai đẹp quá, phải không, đẹp quá. Như vậy thì bình hoa này nó được đẹp nhờ bàn tay của mình. Một cái việc đó nó rất dở. Ngày hôm qua, hôm kia có một chị Phật tử, thầy biết không, con khổ lắm, mấy chục năm sống với ông, con phải làm đủ thứ cách hết. Ba cha con như ba nồi, ba nồi nước sông. Trời ơi con khổ lắm, con đứng bút gáo này, con trang gáo kia, để cái nồi nào nó cũng đừng quá sâu. Con bà nói phải rồi, mình sống mình phải làm vậy thôi. Tại vì mình là người gánh, nhưng mình chưa thể buông gánh. Đây bài kinh Phật nói nha. Trời ơi quá trời chuyện đó. Có những lúc mình phải gánh, có những lúc mình buông gánh, nhưng không thể buông gánh nếu mình chưa an tâm với cái gánh. Có nhiều khi ta nói buông đi, tôi muốn buông mà ai gánh. Chứ tôi đâu có dạy gì tôi khiến. Nhưng mà ai là người gánh. Cho nên cái sự việc nóng nảy của con, của chồng, đó là cái chuyện mà nó sẽ xảy ra trong đời sống. Nhưng chúng ta là người hữu tình, có độ lượng, có tâm từ, có tình thương, thì mình sẽ thổi vào tất cả những cái vô tình câu chuyện, những cái nóng nảy câu chuyện đó, để biến nó thành những cái hay ho trong cuộc sống. Như vậy quý vị sẽ thấy bài phục nguyện này bây giờ đâu còn là những cái lời kinh gọi là cao siêu gì nữa, phải không? Phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình tề thành Phật đạo. Cái vô tình là cái mà hàng ngày cái cảnh cây nè, cây cột nè, nó trụi lơ à. Nhưng mà có bàn tay hữu tình vô nó khác rồi nha. Sơn phết lên, viết câu đối câu liễn lên, vẽ bông vẽ hoa lên, ai tới cũng ôm cột chụp hình. Như vậy thì có mình, phải không? Cho nên thưa đại chúng, tu là cái chỗ đó, cái chỗ đưa cao cái chánh niệm, cái ý thức của mình, để mình biết tất cả chúng sanh xung quanh mình, dù cảnh vật hay công việc, không có gì mà nó không đến nổi đâu. Tùy vào cái cách của chúng ta. Khác nhau ở một cái nhìn, đời hư hay thật, tâm mình sáng suốt. Sự việc đó người ta thấy coi như là tiêu tung rồi đó. Không đâu, để đó, tôi từ tôi vậy. Mình tu sao mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người biết biến hóa là người có thần thông. Cho nên tu á, không phải đợi nó bay bèo bèo trên kia mới gọi là thần thông. Thần thông chính là chúng ta biết biến hóa. Chúng ta biết biến hóa. Ở chùa mỗi chủ nhật xào đồ xào xong rồi, nhiều lúc chiều dư phong vào mới cho gấp ra. Cái rau nào mà nó mềm để qua bên, những củ như cà rốt, củ cải trắng, những củ mà nó cứng để qua bên, những cái nước xốp mình bỏ đi, củ này kho lại được, rau này hâm lại ăn được. Mình trộn rộn thì nó hư, nhưng biết cách nó sẽ thành món. Cái quan trọng ở đây là chúng ta biết biến hóa. Biến được từ một nồi đồ xào mà ra hai món, món kho, món xào. Cái nào nó cứng thì mình kho đi, nó mặn mặn thì nó lâu hư. Lỡ nấu cơm sống, vớt cái sống nấu cháo. Còn không rưới thêm miếng nước, bấm nút điện lại, nó vẫn chín. Cái vấn đề phải la làng lên cơm sống. Anh có thần thông thì hãy biến sống thành chín. Anh có thần thông thì hãy biến việc đó từ cái dở ra cái tốt. Con mình nó hư, bắt đầu nó lợt lạc, không phải đổ tội cho nhau, mà chúng ta hai vị phải ngồi lại với nhau. Ở đây quý vị có thấy trong kinh Pháp Hoa, bây giờ Pháp Hoa mới kể là chúng nghe quý vị thấy Phật giáo sắp xếp các vị Phật nha. Để mà Tết tới á, muốn cầu an giải bệnh á, tụng kinh gì? Kinh Dược Sư. Mà hãy ai mất tụng kinh gì? Di Đà. Phải không? Hai Phật trấn hai phương.
Phật dược sư nói ai bệnh để tôi, Phật Di Đà nói ai đi tôi rước, còn ngài Địa Tạng ngồi dưới a rớt dưới này con chịu trách nhiệm. Cho nên các ngài xong chia nhau ranh giới làm việc đó, không có lo. Như vậy ở đây có một ví dụ như vậy để cho đại chúng thấy rằng trong gia đình mình, cha cũng có một cái trách nhiệm của cha, mẹ cũng có trách nhiệm của mẹ, anh cũng có trách nhiệm của anh, và không ai không có trách nhiệm cả. Như Địa Tạng, như Quan Âm, như Dược Sư, như Di Đà, mỗi người mỗi cái hướng để làm sao chúng sanh lọt vô trong cảnh giới của mình không ai khổ, không ai khổ hết. Đó là hạnh nguyện cứu khổ. Quý vị hiểu được ý mà nói không? Thành tử sáng hôm nay chúng ta quan tập, thật sự ra Pháp Hòa biết chắc quý vị ngồi đây là tại thương Pháp Hòa nhiều hơn tới chân Pháp. Tới và ổng ra làm sao rồi. Có nhiều vị chưa bao giờ gặp thì tới coi xương thịt nó ra sao. Còn nhiều người nào mà biết rồi thì nói xem dung nhan đó bây giờ đó. Em có còn như ngày nào. Chứ đâu phải mình tới đây mình nghe bài pháp để mình ngộ đạo, giác ngộ thành Phật gì đâu. Nhưng mà chúng ta gặp nhau hãy đãi ngộ cho nhau. Quý vị đã đến đây đãi ngộ cho Pháp Hòa bằng sự có mặt của quý vị, bằng tình thương của quý vị. Quý vị không thương quý vị không thấy. Thật sự mà nói không phải quý vị đi nghe pháp đâu, quý vị vì tình thương quý vị tới thôi. Vì tình thương cho nên nó 4-5 tiếng đồng hồ mới đi được. Vì tình thương mới chịu xếp hàng từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng xếp hết, gặp chỗ nào cũng giật lại giật hết. Rồi chờ xong rồi zoom ra coi có thầy sao không? Để mà thầy xấu vô giật lại. Nhưng mà cái cơ hội giật lại với thầy thì không bằng nếu đi xấu mà nhất định phải giật lại. Cho nên em cũng biết thân. Vì biết thân cho nên đứng chỗ chân mắt ra trần. Mấy đứa nhỏ nó cứ chọc rồi nó nói thầy có kiểu mà. Quý vị hiểu được ý mà nói. Cho nên thưa đại chúng hôm nay được về thăm đại chúng Pháp Hòa rất hoan nghỉ, rất vui. Và Pháp Hòa chỉ xin chia sẻ với đại chúng và những câu hỏi được đặt ra, và mình gom nó lại thành một bài nói chuyện. Và cái câu mà hữu tình vô tình á, hôm nay Pháp Hòa lấy cái này để làm cái chính, là để chúng ta thấy được cái đề mục tu tập. Và chúng ta thấy rằng cái gì nó vô tay mình nó cũng thành ra khắp cái. Quý vị hiểu ý nha. Thí dụ mà hoa hồng mình cắm hoa tươi, nhưng khi nó bắt đầu vừa héo mình chổng cái đầu nó xuống treo đến khi nó khô rồi thì nó đã thành hoa hồng khô. Như vậy thay vì chúng ta bỏ nó, nhưng nếu chúng ta biết cách dưỡng nó thì nó là từ cái tươi nó hữu dụng của nó, bây giờ cái khô nó cũng có cái chỗ dụng của nó. Nó là vô tình, nó chẳng thành được cái gì nếu không có mình giao cảm cho nó. Cho nên chữ tề thành Phật đạo là tất cả đều trọn vẹn cái bổn phận, cái trách nhiệm, và mình là ai thì mình sống trọn vẹn. Cho nên mình là một người tu, mình sẽ sống trọn vẹn của một người tu. Mình là một người cư sĩ tại gia, mình có bổn phận của một cư sĩ hộ pháp, mình có bổn phận của một người mẹ lo cho con, một người vợ lo cho chồng. Rồi mai mốt nếu duyên ta bà này viên mãn, mình hạnh phúc vì mình đã làm tròn tất cả những bổn phận với từng cái vai mà chúng ta ở đây. Không ai diễn một vai hết, ai cũng phủ nhiều vai. Vô chùa nấu ăn, mình là Phật tử công quả. Về nhà nấu cho con, mình là mẹ. Nấu cho chồng, mình là vợ. Rồi nấu cho em, mình là chị, vân vân. Cuối cùng nhìn qua mình thấy ai mình cũng tròn hết, làm được hết tất cả những cái bổn phận của mình. Rồi mình có ra đi, như trong kinh nói, các vị này dứt hết sự ràng rịch,
như củi hết lửa tắt, không có gì buồn phiền cả. Củi nó hết thì lửa phải tắt thôi, dầu nó cạn thì đèn phải tắt thôi, giờ hết rồi thì mình phải hồi hướng thôi. Em có nói gì đâu, em đâu có nói gì đâu, em đâu có ngó chị đâu, thầy tự khoe thôi. Lại ông còn ở buổi này. Thế này chúng là do cái câu mà Phật đạo đó, quý vị mình sẽ có mỗi người có mỗi cái bổn phận đó, sống như thế nào để mình trọn vẹn. Mà được như vậy, mình sẽ có cái tâm của mình gửi vào đó. Cho nên việc gì mà có chánh niệm đi trong tâm, cái tay của mình, thì mình sẽ trọn vẹn hết tất cả. Cảm ơn đại chúng đã có mặt cho nhau trong buổi sáng này. Và Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng như vậy. Mong đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui trong cuộc sống. Và tiếp theo đây là phần làm lễ sẵn tất cả đại chúng đang ngồi, thì chúng ta làm lễ quy y. Trước hết, quý vị quy y thì Pháp Hòa xin giải thích sơ ý nghĩa để chúng ta được hiểu cái ý nghĩa khi chúng ta làm lễ này. So dear friends, I understand that some of you have registered your name to take the ceremony today to officially become the students of the Buddha. I want you to understand briefly the meaning of the ceremony. Xin đại chúng cùng chắp tay, chúng ta sẽ đảnh ba tiếng chuông. According to the Buddhist tradition, all the Buddhist practitioners will take the vows to become the students of the Buddha. Buddha is awakened one, our teacher, who able to show us the way to practice. We respect the Buddha as a teacher who show us the way. The teachings of the Buddha contain the truth, contain understanding and love. In this daily life, we all want to live beautifully, mindfully, and happily. But if we do not have the direction, the instruction, we are unable to have the way. So therefore, we need the teachings of the Buddha, the instruction to live. Just like you need a map, a Google map for your direction, for your... You need the way to live so you can make happy for yourself and for your loved one. Sangha is the community that lives according to the teachings of the Buddha. So that's why when you bow the Buddha, how many bows? How many bows? Three bows symbolize for Buddha, Dharma, and Sangha. Buddha is our teacher. Dharma is the teachings. Sangha is the community. So that's why we bow three bows symbolize for the triple gems. And remember, today's ceremony, you are not taking this ceremony in order to join any religion, but you are taking the ceremony today in order to become the practitioner who is able to practice, to transform your negatives, to make your life more happy, much better, and you have the way to offer joys and happiness for your loved one and especially for yourself. We need to be happy in order to offer happiness for our loved one and offer this peace for the society. So once every single practice, they benefit for themselves, for their family, and their society.
So what do we need to practice in daily life? We respect the life of others. We learn not to kill, not to hurt anyone by words, by weapons. Sometimes you hurt someone, you damage someone by weapons. But sometimes you damage them by the way you live, by the way you treat them. Because you do not have enough love for them. You do not have enough respect for them. That's why we dare to do that. So the first practice, cultivate loving kindness, not to kill. Respect the life of others. Secondly, we cultivate loving kindness, not to take anything that not belong to us. Another word, no stealing. If we want, we can ask for. Life will be more nicer if we can share more than we take. We're able to share anything we can, especially for those who are in the real need. Thirdly, we respect the happiness of everybody, of all families. So once we get married, we need to protect our marriage. We are unable to engage any other relationship without love and long-term commitment. The fourth practice, using loving words in daily conversation. Because we understand that words can suffer others. Words can bring happiness to others. That's why we are mindful and be careful on the words we use in our daily conversation. Last one, be very careful in order to take any food into your body, because there are food will damage your health, will damage your body. So once your body is damaged, in some way, you betray the love of your parents. Sometimes we take alcohol, drugs, many intoxicants in order to damage the body. But once we born, our parents give us a healthy body. But when we grow up, we did not protect this body well enough. We damage this body by many different kind of alcohol, intoxicants and drugs. And that will be affect to the physical health. What about the mentally health? Sometimes we watch TV, we watch movies, we play electronic games that contain a lot of violence, a lot of hate, scary, daily, in a long time. Your mind will affect by those negative energy. And that also bring unhealthy for your mind. So, the last one, be very careful in order to protect your both health, physical health and mental health. These are the five trainings that all the practitioners, the students of the Buddha will take in order to cultivate and bring truly peace and happiness for yourself, for your loved one, and the society. Do you see anything of any one of five related to religions, or they really affect our daily life? They are related to daily life more than talking about belief or religions. Why we need to take this ceremony? Anything we make the commitments, we'll try the best to do. If we say, oh, I don't promise anything, I don't have any commitments, we never keep in mind, and we never try hard enough to do something, and nothing will happen, and, you know, we waste time, waste life, and we just live together, but we did not bring any truly happiness to anyone around us, even for us. Do you understand that? So these are the five trainings that you will take later on, and the three refugees. And that's why you see,
outside the temple, you see the five color flags. That is the Buddhist flag. And why the five? The five trainings I just shared with you. The five basic trainings symbolize for the five colors that we use to for the Buddhist temple. So that is my briefly explanation. I hope that you understand. And once you understand, you will bring your heart into the practice. Thank you for your practice. Kính thưa đại chúng, hôm nay một số quý vị phát tâm quy tam bảo và một số quý vị còn rụt rè chưa dám tại vì sợ tội, hoặc là thấy mình còn sân si nhiều quá chưa dám quy y, hoặc là chưa dám hứa tại lỡ thọ rồi làm có tội, thì xin đại chúng hãy ngồi lắng nghe. Nghe xong rồi nếu quý vị cảm thấy cái gút đó đã được mở mà quý vị phát tâm, thì quý vị phát tâm phát nguyện quy y. Còn chuyện mình ghi danh thì tính sao, quan trọng là giây phút bảo. Chữ quy nghĩa là quay trở về, chữ y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là quay trở về nương tựa. Nương tựa với ai? Nương tựa tam bảo, cho nên gọi là quy y tam bảo. Tam bảo là gì? Là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tại sao gọi là bảo? Tại vì hiếm quý. Phật là người giác ngộ, là tỉnh thức, là người thầy có khả năng dẫn dắt soi đường cho mình, cho nên mình kính trọng Đức Phật là người thầy cao quý hiếm có. Chứ Đức Phật không phải thần thánh. Quý vị tự nhớ là mình là Phật tử thì chúng ta kính trọng Đức Phật là một người thầy dẫn đường, chứ không phải một vị thần ban phước. Quy pháp là nương tựa vào lời dạy của Phật. Vì chữ pháp nghĩa là con đường, là chân lý, là lẽ thật. Chúng ta đi phải biết đường, muốn làm việc gì phải biết cách. Đi không biết đường, đi không thể tới. Làm việc không biết cách làm không xong. Sống không biết cách sống thì sống khổ mình, khổ người. Cho nên pháp chính là con đường, là phương thức để hướng dẫn chúng ta sống lành mạnh theo lời Phật, sống với chân lý. Ví dụ, mình hiểu tất cả cuộc đời này, dù nó có thành công cỡ nào, thì sự thành công đó cũng chỉ là tạm. Hiểu được như vậy, cho nên lỡ hôm nào nó có xuống dốc, nó có không còn thành công nữa, mình cũng bình thường, tại vì mình biết đó là lẽ thật, là quy tắc của cuộc đời. Mình có trẻ cỡ nào, có khỏe cỡ nào, có mạnh cỡ nào, rồi một ngày nào đó, tới lúc chúng ta cũng phải suy yếu, đó là quy luật, đó là chân lý. Mà hiểu được chân lý thì không cố chấp, không miễn cưỡng, mà chúng ta biết chấp nhận để sống bình an với mọi cái tình huống, mọi cái sự việc nó xảy đến. Đó là chân lý. Hiểu pháp như vậy là chúng ta sống bình an, sống an lạc. Chứ là quy y pháp là nương tựa lời dạy, là chân lý, là con đường. Quy y tăng là nương vào đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Đấy, hai ngày nay chúng ta về chùa là một đoàn thể. Chúng ta là một đoàn thể sống hòa hợp với nhau, chứ không có gây gỗ, không có làm khổ nhau. Đó, gia đình quý vị, có ai mà lợi muốn cưới người kia đấy, anh xin cưới em về đã là khổ em không? Ai dám nhận không? Anh cưới em để làm hạnh phúc cho nhau. Như vậy thì chúng ta đến với nhau là để làm hạnh phúc cho nhau, làm vui vẻ cho nhau. Thì một đoàn thể, một tăng thân cũng vậy. Vì vậy khi chúng ta lại Phật, chúng ta lại ba lạy. Ba lạy đó là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Nói chung là tam bảo. Tại sao phải quy y? Có nhiều vị sẽ nói thôi, tôi ăn hiền ở lành được rồi, tôi khỏi quy y đâu, quy hình thức. Thôi thôi tôi không dám đâu, tôi còn sân si đâu. Thôi thôi tôi không dám đâu, tôi tội lỗi dữ lắm. Hay là lỡ tôi lọ họ rồi tôi làm có tội. Đó là những cái suy tư của mình. Không có gì sai. Mình sợ như vậy, mình lo như vậy là đúng thôi. Đó là mình có sự cẩn trọng. Nhưng bây giờ Phong Hòa xin thưa, chúng ta quy y để có được một cái năng lực tiến tu. Vì làm cái lễ phát nguyện chính là cái năng lực
đưa mình đi xa nhờ cái lời phát nguyện của mình. Tại sao chúng ta phải đám cưới? Vì đám cưới rồi thì xác định vị trí của mình là chồng là vợ, thì ngay giây phút này chúng ta phải sống đúng cái bổn phận của mình, bổn phận của người chồng, của người vợ, chứ không phải một người độc thân. Như vậy lễ cưới thì xác định bổn phận, cho nên gọi là danh phận. Ê, anh có danh rồi nha. Danh của anh bây giờ là chồng, là vợ, là người đã có gia đình. Thì bổn phận của anh phải sống đúng với cái một cái đạo nghĩa của người đã có gia đình. Hôm nay cũng thế thôi. Chúng ta quy y để có danh phận, danh mình là Phật tử, thì bổn phận mình là bổn phận của một Phật tử. Vậy bổn phận của Phật tử làm gì? Thứ nhất, không làm các việc ác. Thứ hai, nên làm các việc lành. Thứ ba, giữ tâm trong sạch, giúp đỡ chúng sanh. Đó là ba việc bổn phận của một người con Phật. Thì bây giờ muốn thể hiện cái đạo đức không làm ác, chúng ta nguyện không sát hại mọi người, mọi loài, không tán thành, khuyến khích mọi sự sát hại. Điều thứ hai, bổn phận của chúng ta là sống với công bằng, cho nên bảo hộ hạnh phúc cho nhau. Thứ tư, chúng ta ý thức lời nói có thể mang đến hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau, cho nên nguyện nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người khác. Không dựng chuyện nói xấu, không phê bình lên án những điều không thấy biết rõ đấy. Có nhiều khi mình không hề hay biết gì người đó, chỉ thấy vậy cho lên án ta. Rồi mình cũng người rồi mình lên án vậy, xong cái những người khác nghe mình lên án cái chạy theo rần rần để lên án, và rốt cuộc mình không biết gì về người đó. Có phải mình mang cái lỗi? Cái gì như thật chúng ta nói như thật. Thí dụ như cái việc đó sự thật, chúng ta có nói nó cũng có muộn màng gì đâu. Mà tại sao chúng ta không để rành rỏi thì chúng ta hãy nói, mà chúng ta vội nói những điều chúng ta không biết? Có phải là chúng ta lâu ngày thành một cái thói quen? Thói quen này gọi là gì? Nghiệp. Và cái nghiệp hay phê bình người khác, hay lên án chỉ trích mà không hề hay biết gì hết. Cuối cùng chúng ta sống bằng cái đó, mà sống bằng cái đó thì cũng có chết tay ta nào đâu, nhưng mà mình sống bằng cái tập nghiệp vậy thôi. Cho nên giới thứ tư, chúng ta tập nói năng những gì thấy biết rõ ràng, thậm chí có nói dối mà nói dối đó để cứu người, để giúp đỡ người cũng không phạm lỗi, vì chúng ta chánh niệm được tại sao chúng ta nói dối. Điều thứ năm, bảo hộ thân tâm cho thật tốt bằng cách ăn uống chánh niệm, không tổn hại thân thể mình bằng rượu, xì ke, ma túy vân vân, vì đó là tổn hại gia đình nhỏ riêng của mình và tổn hại cái danh dự, cái đạo đức của cá nhân. Đây là năm điều: không giết hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không sống đời sống thiếu chánh niệm qua việc tiêu thụ hàng ngày. Bây giờ quý vị nghiệm lại năm điều này có điều gì liên quan đến một tôn giáo nào không? Hoàn toàn không. Năm điều này không cần biết chúng ta đạo gì, nhưng nó vẫn là năm nền tảng đạo đức, nền tảng hạnh phúc để xây dựng mọi hạnh phúc của gia đình. Cho nên lá cờ Phật giáo có năm màu. Năm cái màu cờ Phật giáo mà treo trong sân chùa đó là tượng trưng cho năm cái giới này. Và chính năm cái màu đó tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ được năm cái giới này thì một giới này nó sẽ làm hạnh phúc các giới khác. Một người hạnh phúc sẽ làm được 10 người hạnh phúc, 10 người hạnh phúc làm 100 người hạnh phúc. Cho nên mình có năm cái màu nhỏ phía dưới. Năm cái nhỏ nhỏ ở dưới là biểu tượng cho cái sự đại đồng, cái sự liên kết. Bây giờ quý vị nghiệm lại, thật ra hôm nay quý vị không quy y hay chưa quy y, suốt bao nhiêu năm nay quý vị cũng đã thực tập năm cái giới này rồi, ít nhiều hay là trực tiếp hay gián tiếp thôi. Như vậy thì hôm nay mình chỉ làm cái lễ tiếp nhận nó một cách chính thức thôi, chứ đâu có gì lạ lắm, chứ không có gì sợ nữa. Nhưng mà nói, ủa, tại sao mới làm lễ này chứ? Cái lễ này chính là cái ghi động, cái kỷ niệm để nó thúc đẩy mình đi xa và không có làm cho mình bị dừng chân lại. Giống như cái lễ cưới vậy.
phải có cái lễ cưới. Để chi? Để xác định và để thấy nhận được cái bổn phận của mình bắt đầu kể từ hôm nay. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đã giới thiệu sơ tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là năm cái giới mà chúng ta giữ gìn. Giới là gì? Giới là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là phòng ngừa cái lỗi, ngăn chặn cái xấu ác. Nói cách khác, giới là đạo đức. Người nào có đạo đức, người đó được kính trọng. Người nào giữ được năm cái này, đạo đức của một cá nhân, hạnh phúc của một gia đình và sự an lành cho một xã hội. Cho một người mà thọ năm giới này làm lợi lạc cho cả ba phương diện: bản thân, gia đình, xã hội. Quý vị tạm hiểu được ý nghĩa ha. Cho nên vị nào chưa ghi danh nhưng nghe xong rồi cái gút nó được cởi mở rồi, hồi nào giờ sợ quá, sợ người lỡ làm cái tội. Quý vị không thọ giới này làm vẫn tội như thường, nhưng nhờ có thọ rồi cho nên biết toàn bộ không làm. Rồi đại chúng đã rõ ràng thì xin bây giờ bắt đầu phát nguyện. Please join the poem. Đại chúng cùng chắp tay đọc theo thầy. Please repeat after thầy. Quy y Phật. Con về nương tựa Phật. Con về nương tựa Phật. Người đưa đường chỉ lối. Người đưa đường chỉ lối. Cho con trong cuộc đời. Cho con trong cuộc đời. I take refuge. I take refuge. In the Buddha. In the Buddha. The one who shows me. The one who shows me. The way in this life. The way in this life. Sáng mùng sáng. We y Pháp. We y Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương. Con đường của tình thương. Và sự hiểu biết. Và sự hiểu biết. I take refuge. I take refuge. In the Dharma. In the Dharma. The way of understanding and love. The way of understanding. Quy y Tăng. Quy y Tăng. Con về nương tựa Tăng. Con về nương tựa Tăng. Đoàn thể của những người. Đoàn thể của những người. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. I take refuge. I take refuge. In the Sangha. In the Sangha. The community. The community. That lives in harmony. And awareness. And awareness. Congratulations, you are now officially the students of the Buddha with license. Bây giờ quý vị tiếp nhận năm giới, xin đại chúng chắp tay và đáp dạ được sau mỗi giới được hỏi. Please join the palms. And answer, yes, I do, every time I ask you a question. This is the first training. Xin đại chúng giữ im lặng để chúng ta nghe mỗi giới cho thật rõ ràng. Please stay calm so you can hear each of the training clearly in order to make your vows. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life. I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing, even in my way of life or in my way of thinking. This is the first training. Do you vow to receive and practice? Đây là điều đạo đức thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người, hại vật, không tán thành mọi sự giết hại, dù là trong tư tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là điều đạo đức thứ nhất. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không?
This is the second training. Aware of the suffering caused by exploitation, I vow to cultivate my loving kindness, not to steal, not to take anything that not belong to me, and I will share within my capacity, especially to those who in the real need. This is the second training. Do you vow to receive and practice it? Đây là điều đạo đức thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác. Con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những người trong hoàn cảnh khó khăn. Đó là giới thứ hai, điều đạo đức thứ hai. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The third training. Aware of the suffering that caused many families broken in the society due to the sexual misconduct, I vow to cultivate my responsibility not to engage any other relationship without love and long-term commitment. I vow to protect my happiness and protect the happiness of others. And this is the best way to protect children. Stay away from the sexual abuse. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Yes. Đây là điều đạo đức thứ ba. Ý thức được khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội phần lớn do tà hạnh gây ra. Con xin học các tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và bảo vệ hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con ý thức được những hành động bất chánh sẽ làm đổ vỡ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and inability of listening deeply to each other, I vow to cultivate my loving kindness by using loving words in daily conversation. I understand that words can bring happiness. Words also can bring suffering. Therefore, I will learn to speak mindfully and also learn to listening deeply to others. Once I listening deeply to others, I'm able to relieve the suffering and help me to understand the others more carefully. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it? Yes. Đây là điều đạo đức thứ tư. Ý thức được lời nói có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Lời nói cũng có thể mang khổ đau cho người. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang an vui hạnh phúc cho người khác. Con nguyện không phê bình lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Con nguyện không loan truyền những điều con không thấy biết rõ ràng. Và con nguyện thực tập ái ngữ trong lời nói và thực tập lắng nghe để có thể giúp người khác vơi những niềm đau nỗi khổ trong lòng, và cũng là cơ hội để cho con thấu hiểu người khác nhiều hơn qua sự hành trì giới nói năng có chánh niệm và từ tốn lắng nghe. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The last one, the fifth practice. Understand that this physical body is given to us by our parents. Try to protect this physical body in order to pay what we owe from parents and our gratitude toward our parents. Not to damage your body by drugs, alcohol, or any food that contain unhealthy conditions. Be very mindful of your daily consumption. Books, magazines, electronic games, TV programs, those which contain violence, hate, etc.,
try not to contact much in order to protect your mental health. So this is the fifth, the last practice. Be very mindful on your daily consumption for both physical and mentally. Do you vow to receive and practice it? Yes. Đây là giới thứ năm. Ý thức được thân thể này do ông bà, cha mẹ, tổ tiên trao truyền. Phải bảo hộ thân tâm cho thật tốt để trả hiếu cho cha mẹ, tổ tiên. Không ăn uống những gì có thể mang đến bệnh tật cho thân thể. Không xem nghe hay là tiếp xúc với những trò chơi mà có thể tác hại đến tâm thức của mình, tăng trưởng sự bạo động, sự căm thù, sợ hãi vân vân trong tâm thức. Chúng ta phải thật chánh niệm để tiếp xúc mỗi ngày, để bảo hộ thân và tâm một cách đầy đủ trọn vẹn. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hầm trì giới này được không? Xin chúc mừng đại chúng, quý vị đã trở thành một người Phật tử sau phát nguyện năm điều này. Và xin thưa đại chúng, hôm nay quý vị đã quy tâm bảo rồi, thọ năm giới rồi, thì mình chính thức là một Phật tử có pháp danh. Pháp danh nghĩa là cái tên chứa đựng giáo pháp nhắc nhở mình tu tập. Ví dụ, một đạo hữu pháp danh là Tuệ Tính, nghĩa là niềm tin bằng trí tuệ, chứ không phải niềm tin bằng mê mập. Mình phải có trí tuệ soi sáng những gì mình thấy nghe trước khi mình tin. Được như vậy thì gọi là Tuệ Tính, niềm tin với trí tuệ. Ví dụ Phật tử nọ pháp danh là Diệu Liên. Liên là hoa sen, là một loài hoa vô cùng. Thì loài hoa này không phải là loài hoa bình thường, mà loài hoa vi diệu, ở bùng và không nhiễm bùng. Đại ý là như vậy. Cho nên pháp danh cũng chuyên chở cái pháp để mình tu. Thí dụ như pháp hòa. Pháp hòa nghĩa là gì? Là người có thể sống hòa với các pháp. Sống hòa với các pháp là vui hay buồn, thương, ghét, khen, chê, ai sao mình sống không được. Đó là một cái ý nghĩa. Mà mình sống chưa được thì ráng. Và ví dụ như thế, pháp danh là tâm nhẫn thì ráng lấy cái tâm mà nhẫn, chứ đừng sống ngược lại nhẫn tâm. Đây là cuốn sổ quy y, Buddhist passport. Cái quyển sổ này đó, là một lát nữa chùa sẽ gửi ra, chứ không phải bây giờ. Không phải bây giờ, tại vì mình sẽ không có thời gian. Cho nên xin thưa đại chúng là quý vị sẽ nhận cuốn sổ này sau. Rồi bây giờ buổi lễ đã xong, xin đại chúng chúng ta cùng ngồi trang nghiêm để chúng ta chắp tay hồi hướng. Đã chưa? Ngồi thôi, ngồi thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Nhân Sư, đạo tràng chùa Viên Giác, thiền viện chân tâm, thiền viện chánh pháp, tu viện pháp vũ, nay có duyên sự đồng thành để xin tập bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, đây là nhân duyên rằng cho chùa Viên Giác nói riêng và vùng Midwest Trung Mỹ nói chung, bốn năm thầy về đây một lần để trao truyền pháp học cho hàng họ học chúng con. Trong hai ngày được bốn thời pháp, tất cả mọi người ở đây đều hoan hỷ, và đó cũng chính là cái sự khao khát học hỏi của chúng con đối với thầy. Hy vọng lần sau đúng 4 năm nữa, cầu nguyện cho thầy sức khỏe được
tốt đã quay về lại với chúng con, quay về với đạo tràng Nguyên Giác cũng như Phật tử ở những vùng Oklahoma và những vùng lân cận. Và chúng ta cầu nguyện Thầy Pháp Thầy Kim Hàng chúng sanh dị độ, và lần sau Thầy trở về đây cùng hình tướng này, cùng sức khỏe như vậy, và chúng con mừng được rồi. Kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa, con rất biết ơn quý ngài đã dành nhiều cái tình thương ưu ái cho con trong ngày ngày qua. Trên có hòa thượng chứng minh thương tưởng, kế đến là quý thượng tọa đã dành cho con nhiều cái sự chăm sóc nâng đỡ để cho con hoàn thành trách nhiệm của mình đến đây để cùng đạo tràng tu học trong suốt hai ngày qua. Và trong thời gian con ở đây, trong khi làm Phật sự, nếu con có điều gì sơ sót, kính mong trên hòa thượng chư thượng tọa từ bi lâm mẫn bỏ qua cho, cũng đồng thời xin sám hối với toàn thể đại chúng. Nếu Pháp Hòa có điều gì sai sót, mong quý vị đại chúng quan nghĩ cho. Và chúng con kính nguyện xin đem hết tất cả những công đức lành nào chúng con có được dâng lên cho pháp giới chúng sanh, người còn kẻ mất đều được thấm nhuần pháp nhũ của Phật. Đặc biệt là nguyện cho Phật pháp được trường tồn trong thế gian này, và cầu nguyện cho tín tâm của các Phật tử ngày thêm kiên cố. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, quý vị cũng vẫn giữ trong tâm một điều: nhân hư đạo bất hư. Con người có sai chứ đạo lý không có sai. Mình giữ được tâm như vậy thì không có lung lay niềm tin của mình với chánh pháp, nhất là trong thời buổi bây giờ. Mong đại chúng giữ tâm cho vững chãi để mình có được Phật pháp hộ trì cho tâm của mình, và mình lấy thân tâm mình để bảo vệ hộ trì chánh pháp. Dĩ pháp hộ pháp. Nam mô Quan Nghĩ Tạng Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Mong trên chư thượng hòa thượng và chư thượng tọa liễu tri và chứng minh cho. A Di Đà Phật. Thầy đã hoan hỷ hứa khả cho chúng con rồi, chúng con xin y giá phụng hành và xin lễ đầu thân lễ cúng dường tam bái. Quý vị ở đây nhận thái quy y và chụp hình chung với tòa, còn những cái gia đình mà có cúng cơm mà sau xin mời về nhẹ nhàng đứng dậy đi ra sau để cúng cơm. Sau khi đó xong mời về xuống hòa trai chị nói dạ. Như là Phật xin lưu ý chúng